Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào buổi chia sẻ, con xin mời toàn thể chư tôn thiền đức cùng quý vị Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ. Bái bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trên đạo tràng Zoom online của Ban Hoằng Pháp Thành phố thân mến. Hôm nay được sự chỉ dạy của chư Tôn Đức và được sự phân công của Ban Hoằng Pháp, chúng con được chia sẻ trong mùa Du Lan hôm nay, đó là một điều rất là vinh hạnh. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì vào buổi tối hôm nay thì chúng con xin chia sẻ về Du Lan trong mùa đại dịch. Kính thưa quý vị, là quý vị đã biết á, là chúng ta đang trải qua giãn cách xã hội và các cái chỉ thị 15, chỉ thị 16 và chỉ thị 16 cộng á, tức là cái tình hình dịch bệnh diễn ra quý vị biết rồi. Thì hầu như ngày nào cũng nghe Phật tử á, là hỏi về việc bệnh hoạn cầu an rồi cầu siêu cho người mất, nhất là cái mùa Vu Lan hôm năm nay. Những năm trước á quý vị, thì trong cái thời buổi này thì quý vị đã nô nức rồi chuẩn bị là chúng ta đến chùa để mà tham dự cái buổi lễ Vu Lan, hoa hồng cài áo, và chúng ta được diện kiến chư tôn thiền đức, diện kiến những vị thầy vị cô, cũng như là gặp những cái bạn đạo. Nhưng mà đặc biệt năm nay cái mùa Vu Lan thì chúng ta phải ở tại nhà, và quý vị cũng nhờ giáo hội quan tâm cũng như là ban trị sự Phật giáo thành phố, cũng như là ban Hoằng Pháp thành phố đã phương tiện mở ra cái chương trình online thuyết giảng cho toàn thể quý vị Phật tử các cái chương trình ở mùa Vu Lan báo hiếu. Rất là nhiều quý vị giảng sư đoàn cũng như là chư tôn thiền đức đã chia sẻ cho quý vị. Và hôm nay thì chúng tôi chỉ có một số phần để chia sẻ cho quý vị về Vu Lan. Thứ nhất thì nói sơ về cái truyền thống Vu Lan báo hiếu của dân tộc Việt Nam. Quý vị biết là ở trên thế giới không những chỉ có người Việt Nam mình đâu, mà trên thế giới thì để tri ân cha và mẹ thì loài người của chúng ta hơn các cái loài khác ở cái chỗ là chúng ta hiểu biết nhiều hơn, hiểu biết về cảnh xung quanh như là sắc thanh hương vị xúc. Chúng ta hiểu biết về luân thường, về đạo lý, về quy luật vận hành của vũ trụ, làm như thế nào để tạo ra một cái sự bình đẳng cho vũ trụ này. Quý vị, trong đó có cái tinh thần tri ân và biết ơn những bậc làm cha làm mẹ đã tạo nên cái thân xác này, tạo nên thân hình này và dạy cho chúng ta biết được cái kiến thức ở đời, cũng như là lo lắng cho chúng ta từng chén cơm manh áo, lo lắng cho chúng ta từng cái cơ sở vật chất, rồi từng cái những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng mà đặc biệt thì là cha mẹ
đã thương yêu con cái của mình mà không có một chút vụ lợi nào cả. Nên trong cái bài thơ một thi sĩ đã nói rằng mẹ là gì? Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Quý vị, khi chúng ta đi ra ở ngoài trường đời á, thì có sự bon chen, sự cạnh tranh, cái sự giành giật, rồi người ta không có nhường mình, người ta chỉ lấy của mình thôi, chứ không biết cho và không biết thương mình bằng cha mẹ của mình. Cha mẹ mình chỉ biết cho và biết thương mình thôi, biết giúp đỡ, biết nâng niu, biết chiều chuộng, đó là gọi là hy sinh cho con tất cả. Và đối với con cái của mình á, thì cha mẹ cũng là một cái bậc đại hiền. Nói về tình thương yêu á, thì ở trong kinh sách còn thí dụ cha mẹ như là Phật, tức là thí dụ về tình thương yêu của người cha người mẹ với con mình, như lòng từ bi của Phật thương yêu tất cả chúng sanh, là thấy chúng sanh khổ mà thương yêu một chiều, không phải cho cần chúng sanh báo đáp gì cả, thì cha mẹ với tình thương con cái cũng gần như vậy. Nên có một sự so sánh là cha mẹ thương con như là Phật thương yêu muôn vạn loại chúng sanh. Đây cũng là một sự so sánh mà chúng ta đã khảo sát nhiều đời nhiều kiếp đối với con người. Do đó mà cái sự hiểu biết của con người của mình đó là có sự hiểu biết. Ví dụ như là con mắt chúng ta hiểu biết sắc, và là cái tai thì hiểu biết âm thanh, cái lưỡi thì hiểu biết về cái vị, cái mũi hiểu biết về cái mùi, cái ý thức chúng ta hiểu biết về tính chất của muôn loài và vạn vật. Ở trong đó chúng ta hiểu biết về các quy luật vận hành của vũ trụ, như là thuyết nhân duyên, rồi là như là nhân quả, như là nghiệp báo, hoặc là chúng ta hiểu biết về cái sự vận hành của tâm thức ở trong các pháp tục đế và các pháp chân đế. Ví dụ như pháp chân đế thì có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, sẽ vận hành từ một cái pháp mà vận hành lên các cái tầng bậc, và chúng ta nương vào cái quy luật của pháp đó, chúng ta tu tập, ta bước ra khỏi cái vòng của pháp quay trong sự đau khổ của cảm thọ và để sanh tử luân hồi. Quý vị, ngoài đó con người biết những cái bình thường của thế gian ra, con người còn biết những cái xuất thế gian, thế gian nữa. Thì ở trong cái thế gian và trong cái xuất thế gian có sự tương quan, thì ở trong đó có mình hiểu biết về cái sự hy sinh, cái lòng thương yêu, cái sự là chăm lo cho con cái vô bờ bến. Và hậu quả của những việc đó đó quý vị, thì trong kinh, như kinh Vu Lan cũng có nói, vì cha mẹ thương yêu con cái, hết lòng lo cho con cái nên phải gia chạm vào trong cuộc sống, kiếm những cái ngành nghề để kiếm ra cái đồng tiền. Và trong cái ngành nghề kiếm ra đồng tiền đó, đôi khi không có chánh nghiệp và chánh mạng, nên tạo ra những cái nghiệp ác. Và chính cái nghiệp ác đó, sau khi cha mẹ mình đó là mãn phần qua đời, thì chính cái nghiệp ác đó sẽ dẫn cha mẹ đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi, là một phần lớn là lo cho con cái, mới sanh ra những cái nghiệp ác mà bị đọa như vậy. Nên đó, cái người con thấy những cái điều đó đó quý vị, và chính thấy những cái điều đó nên cái người con quyết lòng mà để tạo một sự công bằng của vũ trụ, nên cha mẹ hy sinh cho mình, cha mẹ mới bị như vậy. Nên đó, ngày hôm nay chúng ta hiểu được điều đó rồi á, thì mình cũng phải hy sinh ngược lại để cứu cha mẹ mình ra khỏi những cái gì mình mà cha mẹ phải bị như vậy. Đó là đạo lý ở đời, mà không phải loài nào cũng biết đâu, mà chỉ có loài người chư thiên thôi, các loài khác biết ít hơn. Cho nên là trong kinh sách Đức Phật dạy chỉ có hai loài người và chư thiên thì mới có khả năng hiểu nhiều hơn, trong đó có hiểu cả các pháp chân đế, để nương vào đó mà trở về với bản chất của vũ trụ. Thì ở trong Bắc Truyền gọi là chân tâm, là Phật tánh, rồi ở trong Nam Truyền Bắc Truyền thì gọi là Nibbana, là Niết Bàn, vân vân, là cảnh giới mà thoát khỏi hoàn toàn đau khổ. Nên nó nhất là người con Phật, chúng ta hướng đến cái dòng trí tuệ, có nghĩa là mình tu tập để đạt được trí tuệ. Mà có trí tuệ rồi á, chúng ta sẽ biết rõ về các pháp tục đế, có nghĩa là các pháp quy ước
trên danh chế định và nghĩa chế định của thế gian và các pháp chân đế, tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Như vậy thì cái sự hiểu biết của cái người tu tập á, thì ngoài cái hiểu biết về thức của thế gian, tức là những cái kiến thức mà chúng ta có thể học được qua các cái môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa, rồi là xã hội học, mà triết học, vân vân. Chúng ta là tu tập học giáo lý của nhà Phật thông qua quá trình tư duy và quá trình làm chủ lấy tâm của mình qua các tầng thiền định hoặc là thiền quán Vipassana chẳng hạn, thiền quán tứ niệm xứ, thì mình mở mang cái sự hiểu biết của mình về thức, hiểu biết của mình mở mang ra, thành ra cái lớp trí tuệ nó mới phát khai ở trong tâm của mình, và chính cái trí tuệ này mới nhìn thấy được các cái quy luật của vận hành của vũ trụ. Và trong cái trí tuệ này, người ta đã nhìn thấy sự thẳm sâu, cái sự hy sinh vô bờ bến của cha, của mẹ mình đối với con cái. Nên từ đó là cái người con Phật á, quý vị mới là phát lên cái tâm là nhìn lại trong cái quá trình cha mẹ mình đời này rồi là đời trước và trong cái luân hồi ở trong tương lai. Nên cái người mà có trí tuệ đó, người ta nhìn ở trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, nhìn xa trông rộng. Còn người mà thiếu trí tuệ đó, quý vị, họ nhìn rất là thiển cận, có nghĩa là nhìn trước mặt, những cái gì trước mặt thôi. Dù như thấy là tiền là trên hết, nên họ cố gắng họ lại tìm cho bằng được tiền. Thấy tình là trên hết, nên họ cố gắng họ giành giật cho được tình. Thấy miếng ăn là trên hết, nên họ cố gắng họ giành giật cái miếng ăn. Như người có trí tuệ đó, quý vị, họ mới thấy cái sự vận hành của tất cả các pháp ở trong quá khứ, trong hiện tại và luôn cả ở trong tương lai. Quý vị, như vậy thì mình không phải là chỉ có cha mẹ kiếp này đâu, mà mình có cha mẹ trong kiếp trước, cha mẹ kiếp này, rồi nếu luân hồi có cha mẹ ở trong kiếp sau. Nhưng mà thường thường có nhân duyên với nhau đó quý vị, thì nhầm khi cha mẹ với nhau rất là nhiều đời nhiều kiếp, có nhiều người con của người đó đó là mấy trăm kiếp. Ví dụ như quý vị đọc kinh Bổn Sanh Bổn Sự kia, nhầm khi là Đức Bồ Tát Siddhartha đó, ngài có là 500 kiếp làm con của vị đó. Vân vân, quý vị thấy là rất là nhiều nhiều kiếp á, có nhân duyên với nhau như vậy. Nên ở trong bước đường sanh tử luân hồi đó, là cha mẹ vợ chồng con cái có nhân duyên với nhau ràng buộc nhiều đời nhiều kiếp, mà chúng ta đọc trong nhân duyên cũng như là kinh Bổn Sanh Bổn Sự mà được ghi chép lại đó, quý vị. Cho nên á thì ở trong nhà Phật á, mình á thì báo hiếu và với cha với mẹ đó quý vị trở thành truyền thống. Mà cái truyền thống này cũng là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cho nên khi mà kinh điển của nhà Phật vào Việt Nam thì nó phù hợp, cái tinh thần này nó phù hợp với cái tinh thần là hiếu đạo của cái người Việt Nam của mình đối với cha mẹ. Sự hiếu đạo của người Việt Nam của mình đối với cha mẹ của mình không phải là giáo lý nhà Phật vào mới có đâu, mà có trước đó rồi, có nghĩa là báo hiếu theo dân gian. Quý vị, nên ngày xưa đó, con cái mà có hiếu với cha mẹ thì được dân gian ta rất là ca ngợi, ta rất là ca tụng. Có những người á, quý vị, hiếu với cha mẹ nhầm khi á, là cả đời không có dám cãi cha mẹ. Hiếu cha mẹ nhầm khi á, cả đời người ta còn không lập gia đình á, sợ vợ về rồi đối xử không tốt với cha mẹ của mình. Rồi có những người hiếu với cha mẹ đó, cha mẹ mất á, người ta phải nằm ở ngoài mộ á, người ta nhớ thương tưởng tới cha mẹ của mình. Có người ta hiếu với cha mẹ, quý vị, người ta ráng lo công danh sự nghiệp để rỡ ràng là tông tổ của mình, rỡ ràng dòng họ của mình. Do đó mà khi mà đạo Phật đến Việt Nam là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, thì đạo Phật đã đến Việt Nam bằng đường lái buôn rồi, bằng đường thương buôn á, và âm thầm vào Việt Nam bằng nhiều cái cửa ngõ khác nhau, thì phát triển mạnh là thế kỷ thứ nhất sau công nguyên đạo Phật phát triển. Trong đạo Phật phát triển ở tại Việt Nam có nhiều tông phái, có nhiều nguồn giáo lý khác nhau. Nhưng mà dầu cho là Nam truyền, dầu cho Bắc truyền, dầu cho là Khất sĩ, vân vân, thì đạo hiếu đối với người con Phật, đối với cha của mẹ của mình cũng gắn liền với truyền thống của dân tộc Việt Nam của mình. Và cái bài kinh mà hầu như là người con Phật ai ai cũng biết đó là bài kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, hoặc là kinh Vu Lan Bồn, mà thì xuất phát từ kinh điển Bắc truyền, quý vị.
Thì trong cái bài kinh đó nói về ngài Mục Kiền Liên, ngài là sau khi ngài đắc đạo, ngài được lục thông rồi, thì ngài mới đi tìm mẹ của ngài, không dùng thần thông để ngài đi tìm, mà ngài dùng thiên nhãn. Nên ngài dùng thiên nhãn, ngài nhìn qua các cái cõi sống. Trong kinh nhà Phật thì tạm chia các cõi sống ra làm 6 cõi khác nhau. Đó là cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Nên ngài dùng thiên nhãn, ngài xuyên thấu các cái cảnh giới, thấy là mẹ của ngài hiện thời bây giờ đang ở đâu. Còn cái người mà nhục nhãn như mình đó quý vị, chúng ta nhìn bị cản trở hết, là chúng ta không nhìn được xuyên cảnh giới và không nhìn xuyên được cái đối tượng cản trở. Do đó nhục nhãn mình rất là hạn chế. Và ngài thấy mẹ của ngài sanh vào loài ngạ quỷ, tức là loài quỷ đói đó, rất là đau khổ, tại vì đó thuộc về tam đồ khổ rồi. Đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là ba cái nơi mà các cái loài chúng sanh thọ cái cảm thọ khổ nhiều hơn. Chúng ta là những cái loài chúng sanh á, thì nó có ba cái dòng cảm thọ: cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ trung tính. Cảm thọ lạc á, có nghĩa là vừa ý vừa lòng mà thỏa dục. Còn cảm thọ khổ, nghịch ý, nghịch lòng, bất như ý. Quý vị, thì cái độ cảm thọ nó ít hoặc là nhiều, hoặc là thời gian này cảm thọ này, thời gian kia cảm thọ kia. Ví dụ như là con người giác sáng, nhằm khi mình cảm thọ lạc chút xíu, cầm cảm thọ khổ, cảm thọ nó thay đổi với nhau liên tục. Quý vị thấy á, là vừa có vui vừa có khổ, chứ thực sự ra á, là hết vui nó thay thế khổ, hết khổ nó thay thế vui. Chúng ta học A Tỳ Đàm ta mới thấy là cái tâm của mình á, là nó khởi lên trong vòng 3 sắc na: sắc na sanh, sắc na trụ, sắc na diệt. Thì cái tâm khổ đó thì nó là một cái tâm mà nó thuộc tâm sở, nó nương vào trong tâm dương mà nó sanh. Như vậy á, thì cái cảm thọ khổ ở cảnh giới của tam đồ khổ đó thì cảm thọ khổ khốc liệt, còn cảm thọ lạc á, thì hầu như không có. Ví dụ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh á, súc sanh thì có một phần cảm thọ lạc, còn ngã quỷ với địa ngục á, thì loài chúng sanh sống ở nơi đó đó quý vị, là cảm thọ khổ triền miên, mà cảm thọ lạc lại thấy ít. Còn con người mình á, có lúc khổ lúc lạc. Ví dụ như chúng ta ăn cái là thấy ăn ngon quá nó lạc, hiểu chưa? Còn người ta chửi cái mình khổ, hoặc là khi đói mình khổ, khi no mình lạc. Còn người ta thay đổi liên tục vậy đó, nghe người ta mắng chửi thì khổ, nghe người ta ca ngợi thì lạc, hửi mùi thơm á thì lạc, mà hửi mùi hôi thối á thì khổ. Do đó cái sự khổ lạc do căn tiếp suối trần mình nó thay đổi liên tục trong từng cái cảnh. Thay đổi cảnh là thay đổi dòng cảm thọ. Nên một tâm chúng ta sanh ra thì bao giờ cũng cuốn theo các cái dòng cảm thọ ở trong tâm thức của mình hết á. Nên ngài Mục Kiền Liên á, thấy á, là mẹ mình bây giờ sanh ra một loài khác, tức là thân sau của mẹ mình. Mẹ mình là ở thế gian, sau khi mất đi mới là sanh. Cái tâm tục sanh á, dẫn đi sanh vào cái loài quỷ thấp hơn cái loài người. Loài người mình là một trong á, là 7 cõi thiện, tức là 6 cõi trời dục giới, và loài người là 7 cõi thiện của dục giới. Còn 4 cái cõi ác của dục giới đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, asura ác. Thì bà được sanh vào cái loài của ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ á, tức là cái loài quỷ mà nó đói và lạnh. Đó. Nên chúng ta tưởng tượng coi, là chúng ta đói thôi á, là chúng ta rất là khổ phải không? Dù một ngày nào đó chúng ta là thấy mình đi vào ở trong rừng hay gì đó, bắt đầu là không còn gì để ăn hết, mình đói tới đói quặn lòng, đói tới đói tê lòng luôn á quý vị. Nên bữa trước chúng tôi đi chích ngừa, mới thấy những người mà người ta cơ nhở ngoài đường á quý vị, bình thường họ còn bán vé số, rồi họ còn là xin người ta ở ngã ba ngã tư được. Còn tới giờ người ta đâu dám tới gần, người ta chạy xe tới mà giơ tay lại xin lại gần cái ta chạy luôn à. Ta không dám á quý vị, tại vì dịch mà phải giãn cách mà. Ở gần đâu có tuân thủ 5K thì rất là nguy hiểm. Do đó mà người ta không phải là người ta không thương nữa, nhưng người ta thương người ta cũng bó tay. Dạ quý vị, do đó mà người ta rất là đói, rất là lạnh. Dạ quý vị, mà mình không biết ta ở đâu nữa, mình đi ngang á mình thấy vậy đó. Dạ, do đó mà mình á là ở được ở trong nhà là cũng phước rồi, mình có miếng ăn là cũng phước rồi. Nhưng á mình có những cái đó nhờ đâu? Dạ quý vị, nhờ cha mẹ của mình đã dung đắp dung chồng cho mình, tạo điều kiện cho mình mới có một cái công danh, mới có những cái sự nghiệp ở trong cuộc đời. Nên cảm thọ khổ ai cũng có đó quý vị, nhưng cảm thọ khổ khốc liệt chỉ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên mẹ của ngài Mục Kiền Liên đó, bà sanh vào cảnh giới khốc liệt
của ngạ quỷ vừa đói vừa khát. Nên á, là một cái tâm của một cái vị A-la-hán, tuy là Ngài là một vị thánh, nhưng mà Ngài cũng là thân người, cũng là do cha mẹ sanh ra mới có, chứ đâu phải là tự nhiên mà Ngài làm thánh. Không ai làm thánh mà không có trải qua phàm cả. Ở trên đời này á, quý vị không ai làm thánh mà không trải qua phàm cả. Mà người nào sở dĩ là phàm rồi, không ai không có cha và có mẹ cả. Quý vị, nên á, là giàu cho một bậc thánh, kể cả Đức Từ Phụ của chúng ta cũng có cha có mẹ, nên Ngài mới tu thành thánh. Nên thánh á, thì phải trải qua phàm, mà phàm á, thì phải trải qua làm con. Quý vị, chúng ta có làm con thì chúng ta mới lớn lên, mới làm cha làm mẹ. Do đó mà một bậc thánh, Ngài mới nhớ lại trong những cái ngày khi còn nhỏ được mẹ sanh ra chăm nom như thế nào. Và do là nhờ mẹ sanh ra bảo bọc từ nhỏ tới lớn nên mới có thân hình chúng ta ngày hôm nay. Có thân hình ngày hôm nay rồi chúng ta có duyên lành gặp được Phật Pháp, rồi chúng ta tu tập. Như là Ngài tu thì đắc được cái quả tứ quả A-la-hán với người bạn mình là Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị, do đó mà Ngài quyết lòng quyết chí là tìm cách để đưa mẹ mình ra khỏi không phải là ra khỏi cái chốn của mà bà ở, mà ra khỏi cái kiếp của bà thọ. Hai này nó khác nhau. Ra khỏi cái vị trí ở, ví dụ như chúng ta đang ở trong núi lửa thì mình đưa ra làm cái vùng mát mẻ là hết khổ. Còn bà là khổ không phải là ở trong cái núi lửa không, mà bà khổ ở trong cái thân, tức là trong cái loài mà sanh ra, tức là cái loài chúng sanh. Khổ trong loài chúng sanh thì cứu khổ phải là thay đổi tâm và thay đổi kiếp. Quý vị, thay đổi tâm và thay đổi kiếp. Ví dụ như chúng ta đang loài người mà ta khổ nè, thì muốn cứu khổ con người thì phải thay đổi tâm con người và thay đổi kiếp sống của con người. Kiếp sống của con người là đầy dẫy những đau khổ, già bệnh chết là khổ trong kiếp sống. Và bệnh dịch nào quý vị cũng là khổ, quý vị thấy không? Là Phật tử sợ hãi nhiều lắm. Quý thầy nhầm khi là cũng phải tư vấn tối ngày để làm cho Phật tử được an đi một phần nào. Quý vị, cái đó là cái chung của xã hội thôi. Nên chúng ta nói khổ đó là khổ ở trong thân của loài, và khổ trong tâm của loài. Nó có hai cái khổ. Trong tâm của loài á, muốn hết khổ phải thay đổi tâm. Trong thân của loài muốn hết khổ á, phải thay đổi thân. Thay đổi thân á, thì là chúng ta từ cái cảnh giới thấp thì phải thay đổi cảnh giới cao hơn. Hoặc giả là thay đổi thân cho đến là viên mãn là cảnh giới của Niết Bàn thôi. Còn dầu cho chúng ta lên cõi trời đi nữa thì cũng không phải là viên mãn nhất, mà chỉ có tốt hơn thôi. Tốt nhất là Niết Bàn, còn tốt hơn là cảnh giới sướng hơn. Cảnh giới sướng hơn là cảnh giới phước báo của quả báo nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta đang ở cảnh giới của con người á, thì là mình á, là chỉ có hưởng được là 8 phần phước báo thôi. Nhưng cảnh giới cõi trời dục giới thôi, dục giới thấp nhất là cõi trời tứ đại thiên vương thôi, thì cũng phải hưởng đến 20 phần của cái phước báo. Còn cái trời của sắc giới, trời của vô sắc giới thì hưởng được là cả trăm cả ngàn phần của phước báo, trong khi loài người ta chỉ hưởng được 1-2 phần của phước báo thôi. Nên cái sự sướng hơn nó tùy thuộc vào quả báo của phước báo. Cảnh giới nó như vậy đó. Nên ngày càng lên cao. Do đó mà ta tu tập, ta tìm phước báo để làm chi? Nếu còn luân hồi thì nó phải lên cao, tức là vơi đi khổ lần lần, lên cao có nghĩa là vơi đi khổ lần lần, chứ không phải là chiều cao của vật lý là cao 1m, 2m, mà ở đây chúng ta đang nói tới cái chiều mà vơi đi các cái nỗi khổ lần 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 từ từ ở trong tâm của mình. Nên ngày Mục Kiền Liên quyết cứu mẹ, thứ nhất là cho bà phải là ra khỏi thân của ngạ quỷ, tức là phải thay đổi cảnh giới. Và là cứu cho bà khỏi cái nơi chốn đó, là đang cái nơi mà bà phải khổ đau nơi đó, nó phải đi cái chỗ khác. Và cái thứ ba là cứu cái tâm của bà, tức là phải chuyển hóa tâm. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình chấp thủ, mình cảm thấy đau khổ, nhầm người dãy tê tê xanh chành cái mặt là rất đau khổ khi người ta chửi. Nhưng mà khi mà mình biết đạo rồi đó, mình có tâm định tĩnh rồi đó, mình có tâm thiền rồi đó, và mình có chánh niệm tỉnh giác rồi đó quý vị, thì mình đỡ đau khổ hơn, có phải không? Hồi mình chưa tu á, người ta chửi mình, người ta hại mình, mình tức tối, mình bực bội, mình đau khổ lắm.
Khi mà mình có tu khá khá một chút rồi đó quý vị, các đồng mình xả bớt, ai chửi chửi thôi, kệ kệ nó đi, kệ kệ đi. Còn nếu mà chúng ta đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì cái độ đó nó còn nhẹ hơn xuống nữa. Tới là tứ quả là hắn hầu như là không còn miếng nào hết. Dầu cho ai chửi chửi cho trong lòng không một chút rợn, dầu cho một cái buồn như là cái rợn sống thôi, à, cũng không có nữa quý vị. À, do đó mà à, khi mà mình muốn cứu khổ người ta đó, mình phải cứu ba cái khổ lần. Thứ nhất là khổ ở trong cái cảnh giới mà họ sanh ra. Cái thứ hai là cái vị trí khổ mà họ đang ngự ở vị trí vật lý đó. À, và cái khổ thứ ba là khổ ở trong tâm thức. Thì chúng ta cứu ba cái đó được á, thì chúng ta mới cứu khổ hết một con người. Chứ còn nếu bằng không á, con người hoặc các loài chúng sanh, chúng ta chỉ cứu một cái thôi không hết khổ. Bây giờ ví dụ như ha, chúng ta đang ở một cái nơi rất là nóng, mình cứu khổ người đó, mình đưa lên cái xứ rất lạnh. Ví dụ như chúng ta đang ở đây á, là 45-46 độ, có năm á, là ở Sài Gòn mình 46 độ, cái đầu chúng ta đi Đà Lạt là ta thay đổi vị trí nó hết khổ. Hết khổ vì nóng bức. À, không? Hoặc là cái vùng này đói, chúng ta có thể di chuyển tới vùng khác là di dân đó. Di dân là người ta trốn cái đau khổ nơi này cho đến nơi khác. Giống hệt như các cái loài mà di cư đó, thì chỗ này nó khổ quá không có thức ăn, nó phải bay tới cái vùng nó đang mưa, đang có cỏ, có các cái thức ăn dồi dào. À, nên thay đổi vị trí khổ thì nó sẽ hết khổ. À, cái thứ hai nữa là thay đổi cái loài đó. Ví dụ như á, chúng ta đang ở cái loài súc sanh thì nó khổ. Nó khổ bởi bị người ta ăn thịt. Nó khổ á, là ở trong cảnh giới của súc sanh khó tự vệ, không đủ trí khôn, thì thay đổi lên thành loài người. Có nghĩa là từ súc sanh qua kiếp đó thay đổi thành người sướng hơn, đúng không? Có người thay đổi lên chư thiên. Chư thiên là dục, thay đổi lên chư thiên sắc và chư thiên vô sắc giới. Rồi bây giờ ở cái tâm, ở tâm đầy dẫy những phiền não và vô minh, đầy dẫy những cảm thọ bất như ý của cảm thọ khổ. Bây giờ á, quý vị, ta chỉ cho người ta tu sao mà người ta xả được thọ. Có nghĩa là cái dòng cảm thọ khổ đó nó không hiện diện trong lòng của người ta nữa. Nhưng người ta đang ở tại cảnh giới đau khổ mà ta đã xả thọ rồi, thì ta không còn đau khổ trong cảnh giới đau khổ. Đó là các cái bậc mà đắc từ sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả A-la-hán ở tại thế gian này. Tức là người ta đã xả trong tâm, tuy là trong cảnh khổ mà không có khổ. Ví dụ như á, ngày xưa chưa đi tu á, ví dụ bậc thánh như ngài A-nan đi, ngài chưa đi tu á thì ngài cũng còn khổ này khổ kia. Tới ngày đi tu và rồi ngày đắc quả A-la-hán thì từ đó về sau, dầu sống trong cảnh khổ mà ngài không có khổ. Tức là ngài không có khổ trong tâm miếng nào hết trơn á, vì ngài đã thu phục được dòng cảm thọ, làm chủ được cái tâm mình rồi. Thì cái tâm cảm thọ đó quý vị, nó bị là xả bỏ rồi, nó không còn làm cho chúng ta cảm thọ đau khổ trong cảnh giới nữa. Do đó mà ngài Mục Kiền Liên muốn mẹ của ngài, ngài là bậc A-la-hán nên ngài là về sự hiểu biết về cái tục đế và chân đế, có nghĩa là hiểu biết về cái đau khổ của thế gian và cái thoát khỏi cái đau khổ thế gian như thế nào. Nên chúng ta tóm lại có ba cái khổ đó. Mình đó, ngài tự ngài dùng thần thông để ngài cứu mẹ của ngài, thì thần thông sẽ không làm cho mẹ của ngài qua một cái cảnh giới khác được. Ví dụ như ngài không đưa cái loài ngạ quỷ đó từ cõi ngạ quỷ mà lên cõi trời được, tại mỗi nơi nó có thiên lý khác nhau. Không bao giờ mà chúng ta đưa con người lên trên trời sống trên trời được, tại con người chúng ta thở bằng oxy mà trên trời nhằm khi cõi trời không có miếng oxy nào hết, chúng ta cũng thở không được. Quý vị, loài nào thì sống theo cái loài ở nơi đó, sự tồn tại ở nơi đó. Và cái thứ hai nữa quý vị, ngài là chưa có cách để mà làm cho mẹ của ngài thay đổi cái tâm của bà. Nên quý vị thấy là ở trong cái đoạn kinh là khi mà ngài đem đến một cái bát cơm cho mẹ của ngài thì cái tâm của bà như thế nào. Quý vị, trong lúc là người ta đọa ngã quỷ nhiều lắm, ai cũng đói hết á, mà bà ăn thì bà ăn mình, nghĩa là tay tả che đậy, tay tả là tay trái che lại cái chén cơm và tay phải bóc ăn, mà trong khi biết bao nhiêu là loài quỷ xung quanh rất là đói giống như bà. Đáng lẽ ví dụ bây giờ người của mình nè, mình đang đi trên đường, mình cầm ổ bánh mì đi, mình thấy người kia quá đói, có thể mình chia nửa ổ, đúng không? Tức là đó là cái tâm đó, cái tâm đó là tâm lương tâm đó, là tâm lương thiện của con người á. Chúng ta chưa nói tới cái lòng từ bi của một cái người mà thừa hưởng cái sự chỉ dạy của Đức Phật đâu.
mà chúng ta đang nói tới á, là con người bình thường của mình thôi, có lương tâm, nó thấy người ta đói mình cũng không nỡ nữa. Bởi vì nhầm người á, Phật tử mình dễ thương lắm, nhầm người á, là có nhiều tiền cho hết luôn. Quý vị thấy ta đói cho hết, đó là tâm con người, đó là lương tâm á. Mà Phật tử còn thừa hưởng thì cái lòng từ bi mà chúng ta khơi dậy, được Đức Phật dạy đến quân tập được cái lòng từ bi nữa. Do đó mà Ngài chưa có một cái cách cụ thể để cứu mẹ của Ngài triệt để ra khỏi đau khổ. Quý vị, do nghiệp của bà, ăn vào cũng ăn không được nữa. Tại vì cơm á thì ở cõi của ta bà mình, còn bà ở cõi quỷ nên chưa chắc bà đã ăn cơm được. Tại vì cõi quỷ á, thì ăn theo thức ăn của cõi quỷ. Tại vì á, có bốn cái loại cách ăn khác nhau, như là đoàn thực nè, xúc thực nè, thức thực nè, tư niệm thực. Có nghĩa là từ ở trên trời xuống tới với địa ngục, thì nơi nào nếu tồn tại các loài chúng sanh thì nơi đó các loài chúng sanh cần phải ăn. Quý vị ăn một hình thức nào đó, hoặc ăn một lúc hai hình thức, hoặc là ba hình thức, hoặc là ăn cả bốn hình thức nên mới tồn tại được. Quý vị, tức là đoàn thực là ăn bằng miệng, đi vô các cái chất dinh dưỡng đó. Tư niệm thực, tức là nghĩ, là tưởng, là nhớ tới đó. Xúc thực là ăn bằng cách tiếp xúc. Rồi là thức thực, ăn bằng cách đó là hiểu thế giới quan xung quanh mình. Nói nôm na vậy thôi. Quý vị, là người ta sẽ tồn tại được cái sự sống ở trong cái cõi đó. Nên loài quỷ là có nhiều loài khác nhau. Có những loài quý vị, người ta cúng là bằng cách vật thực của thế gian của mình. Và có những loài không ăn vật thực của thế gian mình được, cúng cúng cho họ ăn không được, đó là không phải loài. Ví dụ như nghiệp của cái loài nào thì ăn thức ăn của loài đó. Ví dụ như có loài ngạ quỷ ăn máu, ăn bùn phân. Có những cái loài, bây giờ ví dụ như ở trên thế gian là mình thấy các loài súc sanh đó. Ví dụ như con mọt á, nó ăn cây gỗ, con mối nó ăn cây gỗ, còn con á, con chim, con vịt, gà nó ăn lúa, ăn gạo, thấy không? Còn mình á, thì ăn nhiều thứ mà phải nấu chín. Nên tùy loài, nghiệp của các cái loài là ăn các cái thức ăn. Ví dụ như con cọp, con sói là ăn thức ăn sống. Còn con người mình ăn thức ăn sống đó vô là chắc là mình đau bụng, mình nhiễm trùng chết luôn. Quý vị thấy không? Nên từng loài cũng xương cũng thịt vậy. Cũng xương cũng thịt, con cọp, sư tử cũng xương cũng thịt. Tại sao ăn thịt vô không tiêu hóa được, mà mình cũng xương cũng thịt luôn, vô mình ăn thịt mà không tiêu hóa được, có cái gì? Đó là nghiệp của từng loài sai biệt khác nhau. Ví dụ như con gà ăn lúa vô, rồi một cái bọc lúa này nằm tiêu hóa hết. Con trâu ăn cỏ, cỏ vô tiêu hóa hết. Còn mình mà ra mình hái cỏ mình ăn cái vô bụng coi là nó đâu tiêu được đâu, mình chết luôn à. Do đó từng nghiệp của từng loài mà nó sống theo cái loại thức ăn cá biệt riêng biệt của các cái loài đó. Quý vị, nên á, là Ngài Mục Kiền Liên đi về bạch với Đức Phật. Đức Phật là một vị thiên nhân chi đạo sư, Ngài á, là thầy của trời người. Nên á, tất cả những cái gì ở trong tam giới này Ngài là đấng toàn tri, tri nghĩa là biết đó. Nên Ngài đã khai mở tất cả những cái biết ở trong trời đất này, dầu cho ở đó là có thể tục đế hay là ở thể chân đế, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, tục đế á, là danh chế định, nghĩa chế định, Đức Phật đều lão thông hết. Quý vị, tất cả cái Đức Phật đều biết hết. Nên Ngài giảng cái bộ A Tỳ Đàm ở trên cõi trời Đao Lợi đó quý vị, trong bảy bộ A Tỳ Đàm đó, Ngài dạy ở trên đó đó quý vị. Nên các pháp tục đế, pháp chân đế đối với Đức Phật á, là Ngài là thẩm thấu hết, không có chỗ nào mà Ngài không biết hết. Do đó mới gọi là Ngài là đấng toàn giác toàn tri, tất cả Ngài đều tỉnh thức và tất cả Ngài đều soi thấu hết bằng khả năng của Ngài, bằng tam minh và lục thông, mà có túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tạng minh, và tất cả sáu cái thông đối với sáu căn của mình Ngài đều chứng đắc hết. Nên Ngài biết hết. Vì lý do đó mà Ngài Mục Kiền Liên á mới thỉnh Đức Phật dạy cho một cách để cứu loài ngạ quỷ, mà điển hình là mẹ của Ngài. Quý vị thỉnh Đức Phật, thì Đức Phật dạy cho Ngài Mục Kiền Liên một cái pháp là cúng vào Ngài Tự Tứ đó, tức là cúng dường, cái pháp cúng dường và pháp khai thị. Pháp cúng dường quý vị và pháp khai thị cộng với sự chú nguyện gia trì của thần lực các cái vị chứng đạo, có gì ví dụ như là cúng dường tạo phước, có gì khai thị sẽ thay đổi tâm, và chú nguyện là hồi hướng,
Như vậy thì ở trong kinh đó là trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, vân vân. Như vậy thì cái thứ nhất là pháp cúng dường tam bảo, quý vị đọc trong kinh nhân quả thiện ác phước báo sai biệt, chúng ta thấy có ba cái loại phước đức lớn nhất thế gian đó. Thứ nhất là cúng dường cho Phật, là cúng dường cho tam bảo. Thứ hai là hiếu thảo với cha mẹ của mình. Thứ ba là chăm sóc bệnh nhân. Tức là có ba cái loại phước báo với cái tâm hoan hỷ mà chúng ta làm thì phước báo đó, phước báo không thể nghi bàn, lớn nhất của thế gian trong tất cả các loại phước báo. Thứ nhất là cúng dường Đức Phật, cúng dường tam bảo. Thứ hai, thành tâm thành lòng hiếu thảo cha mẹ của mình. Thứ ba, chăm sóc bệnh nhân. Nên quý vị thấy không, ở trong Phật giáo của mình là có các cái vị Phật tử, các vị thầy, vị cô đã xưng phong lên tiếng đầu quý vị để chống dịch. Quý vị thấy không, là đi chăm sóc bệnh nhân đó. Là ở các bệnh viện giả chiến, quý vị, đó là chăm sóc bệnh nhân đó. Thì là phước báo rất lớn. Chúng ta đang nói về nhân quả nghiệp báo nha, chứ không phải là mình nói là các vị đó là muốn cầu phước báo đi, là không phải đâu nha. Các vị đó vì lòng từ bi, vì trách nhiệm mà các vị đã đi, quý vị. Chứ thật ra người tu của mình là nhất là chư tôn đức á, quý vị, nhằm khi làm ta không đâu nghĩ phước báo đâu. Cái đó là chúng ta hiểu về cái luật nhân quả nghiệp báo thì chúng ta nói vậy thôi. Chứ thật ra ví dụ như chùa của của các thầy, quý vị, hầu như chùa nào cũng vậy. Bây giờ là vận động Phật tử cho quà cho bà con khó khăn, quý vị, vận động Phật tử cho quà cho bà con khó khăn. Nên khi cho quà bà con khó khăn thì quý thầy cũng đâu có là nghĩ là cái này phải có phước gì đâu, quý vị. Nhưng mà đó sẽ mang lại phước báo, quý vị. Trong cái đoạn kinh á, hình như kinh điển Nikaya á, thì chúng tôi đọc qua mới nghe được cái câu á, là ở trong kinh nói rằng nếu mà chúng ta hiểu được cái phước báo của sự cho tặng như thế nào á, quý vị, thì chúng ta cũng không nỡ ăn một bữa cơm còn lại sau cùng nữa, cho luôn á, quý vị. Có nghĩa là cái phước báo nó đem lại khi mà chúng ta bố thí. Nên á, mà khi mà vào rằm tháng 7, sau 3 tháng ăn cái kiết hạ đó, thì bây giờ chúng ta ra hạ nè, tức là rằm tháng 7, từ rằm tháng 4 là lễ Phật đản, tới rằm tháng 7 là lễ Vu Lan, thì ngày tự tứ, tức là ngày ra hạ sau 3 tháng ăn cư kiết hạ của chư tôn thiền đức, tất cả các nơi tụ tập về một trú xứ để tu tập, quân tập trú xứ để tu tập á, quý vị. Sau khi ra hạ đó là ngày lễ tự tứ, thì tổ chức một cái buổi trai tăng, tức là một buổi cúng dường cho tam bảo. Thì vào thời Phật đó, quý vị, đủ luôn. Tức là Đức Phật là Phật bảo, rồi là Pháp bảo là Pháp khai thị, trong đó Đức Phật giảng Pháp hoặc là Đức Phật công cử một vị thầy, tức là để mà thuyết Pháp cho Phật tử. Cái đó là Pháp bảo, quý vị. Còn là cúng dường cho tăng bảo, thì tất cả những điều đó, quý vị, mang lại phước báo bao nhiêu đều hồi hướng cho không phải là hương linh đâu, quý vị, mà mình gọi là hương linh thôi, chứ lúc này là hồi hướng cho ngạ quỷ đó. Tại vì bà sanh ngạ quỷ thì phải hồi hướng cho ngạ quỷ, chứ không phải hồi hướng cho hương linh. Mà chúng ta quen gọi là hồi hướng cho hương linh. Hương linh là người ta gọi chung nó là người mất thôi. Chứ người mất thì theo nhiều quan niệm khác nhau. Người mất thì đi liền 6 cảnh giới. Còn nếu mà theo tịnh độ thì đi thêm cái cảnh giới của Phật lập quốc độ nữa, là đi sang cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Còn một thiết nữa là nằm ở thân trung ấm. Mà quý vị, vì vậy thì 6 cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, 6 cảnh giới phải không? Rồi các cõi Phật lập quốc độ nữa là 7 cảnh giới phải không? Thân trung ấm đó là 8 phải không? Như vậy thì sau khi cái người mất mà chúng ta gọi là hồi hướng cho ai? Quý vị, hồi hướng thì mình thường hay mình hồi hướng cho hương linh. Quý vị, hương linh vậy là hương linh lúc này là ai? Ví dụ như tái sanh vào cõi trời thì đâu phải hương linh nữa, tái sanh vào ngạ quỷ đâu phải là hương linh nữa, quý vị. Nên chúng ta tạm gọi hương linh là người sau khi mất mà thôi. Còn mà vị đó đi cảnh giới nào thì người phàm mắt thịt của mình không thể nhìn thấy, không thể nhận biết ra, quý vị. Nhưng mà quan niệm của Phật tử lại khác. Quan niệm của người Phật tử nói hương linh là người mất mà chưa đi đâu hết trơn á, người ta gọi ma, quý vị. Thì quan niệm đó là hương linh. Thì thôi, cái đó là cũng chẳng qua là quan niệm thôi, chứ không phải là chân lý. Nhưng mà khi mà chúng ta hồi hướng đó, quý vị, ví dụ như
giờ mất 20-30 năm mình cũng hồi hướng cho hương linh. À, mà người ta đã tái sanh đã, là ở đâu rồi, ví dụ ta là giảng sanh Tây Phương, nếu có tu à, tịnh độ giảng sanh Tây Phương rồi, còn nếu mà cái à, vị đó đó là đã sanh ở trong các cảnh giới rồi thì mình gọi hương linh à, thì quan niệm đó lại là không đúng à, quý vị. Nhưng mà thôi à, cũng là tên gọi thôi, không sao cả quý vị. Nhưng mà quan trọng ta hồi hướng. Hồi hướng không phải là hồi hướng cái hương linh như chúng ta nghĩ là thân chung ấm không đâu, mà hồi hướng cái người sau khi mất, dầu cho họ sanh cảnh giới nào. Ví dụ như á, là ở trong kinh Du Lan á, là sanh cảnh giới của ngạ quỷ. Ở trong kinh Địa Tạng á, là mẹ của Bà La Môn Nữ á, sanh cảnh giới của địa ngục. Mà rồi á, ở trong Lương Hoàng Xám á, thì vợ của vua Lương Võ Đế á, thì sanh vào loài súc sanh là thân rắn. À, cái đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ đâu phải là hương linh đâu. À, do đó mà khi mà chúng ta hồi hướng là hồi hướng người sau khi mất á, thì nếu mà dùng câu chữ á, không gọi ta hồi hướng hương linh thì chúng ta tạm gọi là khi còn sống họ mất đi, dầu cho sanh cảnh giới nào chúng ta cũng gọi là hương linh. Cái từ đó là từ gọi chung cái người sau khi mất thì được, chứ chúng ta đừng có phân biệt đó là cảnh giới nào, cảnh giới nào, cảnh giới nào, thì lại là nó không chính xác về cái sự phân biệt của chúng sanh. Nên sau khi sanh vào loài khác rồi, không còn ở trong cái thân trung ấm nữa, thì bà Thanh Đề đã chuyển qua cái loài của ngạ quỷ, tức là loài quỷ đói. Nhờ thứ nhất là sau khi cúng chay tăng đó, hoặc là trong cúng chay tăng đó, thì Đức Phật và các vị A-la-hán, nếu không phải Phật thì là vị A-la-hán, là những cái vị đạo cao đức trọng, các ngài đã khai thị bằng ngôn ngữ ở thế gian thì cho người thế gian. Ngôn ngữ Đà-ra-ni thì có thể là các cái cõi nhờ thần lực mà các cõi khác nghe. Cái này thì do tự chúng tôi suy nghĩ vậy thôi. Có nghĩa là dùng một cái ngôn ngữ bằng thần lực mà cái loài đó sẽ nghe. Ví dụ như bà Thanh Đề thì sẽ nghe cái lời của Đức Phật. Nói lúc đó bà sẽ sực tỉnh, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng mà. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bừng tỉnh mới thấy một màu tan tóc. Cho nên Thái tử Siddhartha đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Quý vị, đến là người ta giật mình, người ta thấy lại á, là danh mà chi, lợi mà chi. Quý vị, giờ được cái gì đâu. Và quý vị, sau khi mà chúng ta bỏ thân mạng này thế gian rồi thì dầu cho của cải bằng trời đi nữa cũng có xài được đâu. Và tiền để người nào xài, nhà để người nào ở, xe để người nào đi, vàng để cho người nào đeo, sổ ngân hàng để cho người nào hưởng, sổ đất để cho người nào hưởng thôi, chứ mình có hưởng được cái gì đâu. À, quý vị, cho nên người ta mới giật mình, người ta thấy những cái mình chấp thủ, mình nắm đây nè, là nó không làm gì cả quý vị. Mà đáng lẽ chúng ta lấy cái đó đi, chúng ta làm phước, chúng ta cho, chúng ta tặng cúng dường Tam Bảo, xây chùa, đắp lộ, xây cầu, giúp đỡ cho nhân sinh, rồi hộ trì Tam Bảo, phát triển Phật Pháp để cứu khổ chúng sanh, thì phước báo biết nhường nào. Còn này chúng ta để đó không, không làm gì hết. Còn tâm của mình cũng vậy nữa, tối ngày lo giận, lo hờn, lo ghét, lo ghen, lo hơn, lo thua, anh em vợ chồng thua nhau, từng lời nói, gút mắt nhau cái gì, rồi tới chừng ra đi, rồi còn gặp mặt nữa đâu một cái, tới chừng ra đi đó, rồi còn đâu nữa, quý vị. Mới đây nè, cũng có ông huynh đệ đi nữa, rồi Phật tử ngày nào cũng đi cũng cầu chứ á quý vị. Nên nhầm khi không dám bắt điện thoại luôn á, bắt điện thoại thầy, rồi dĩ rồi sao thầy, rồi thờ sao, rồi gửi cốt sao. Nói thật á quý vị, quý thầy á, là cũng muốn giúp dữ lắm, nhưng mà mình á, không có đủ lực, quý vị, không có đủ lực. Nên quý vị Phật tử cũng phải cố gắng mà tu hành trong cái giai đoạn này, cố gắng mà cách ly để mà mình sự sống là quý giá. Mình sống mình mới làm phước cho người ta được, mình sống mình mới tu được, mình sống mình mới hoàn thành đạo nghiệp được. Quý vị, còn không thôi thì mình hẹn kiếp khác. Quý vị, do đó mà mình ở trên đời này, chúng ta còn sức khỏe, còn trí tuệ sáng suốt, ráng cố gắng mà tu tập. Quý vị, nên ngày Mục Kiền Liên cuối cùng là ngài cũng đã giúp được mẹ của ngài,
Dạ quý vị, trong cái đoạn chót của kinh Vu Lan á, bà quá sanh về cõi thiên cung, người thời tướng tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Rồi nghe sướng ghê không? Rồi quý vị, cõi ngã quỷ vừa là thân nó xấu gồ ghề ha, còn bây giờ quá thanh thân thành chư thiên bay không, à, bay dèo dèo ở trên trời. À, quý vị còn tỏa hào quang xuống nữa, quý vị thấy không? Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân đó, quý vị thấy không? Tức là đã thoát khỏi đó gì? Thoát khỏi cảnh giới của ngã quỷ, thoát khỏi nơi chốn của ngã quỷ và thoát khỏi tâm quỷ. À, quý vị, không thoát khỏi tâm quỷ không bao giờ rời khỏi cảnh ngã quỷ, tại vì là đọa cảnh giới là do tâm. À, quý vị còn sung sướng hay không cái cảnh giới là do phước, nên bà được hồi hướng cái phước báo và bà được khai tâm mở trí của chư Phật và chư La Hán đã khai tâm mở trí cho bà. Lúc đó bà đã ngộ được cái gì? À, ngộ được là tất cả các cõi ta bà này là vô thường thôi. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. À, do đó mà ngài bà buông, tự nhiên bà buông cái tâm cái là tự nhiên là bà thoát khỏi đó. Nên có cái câu chuyện đó quý vị, là gì đó, bất hiếu cha mẹ của mình mới đi đọa vào trong cái cảnh giới. À, cảnh giới đó người ta gọi là cảnh giới địa ngục, thì có nhiều cái địa ngục khác nhau lắm, cho nên mình chỉ đọc trong kinh thôi chứ mình không có đi đến đó tham quan, hay là mình dùng thần lực như là thiên nhãn mình thấy được. Như ngày Mục Kiền Liên thì đến đó phải đội một cái chậu lửa, thay cái người kia đội chậu lửa rồi cái người này xuống thay người kia đội đó, mới hỏi cái ông mà dẫn tới đó, hỏi tôi đội cái chậu lửa này tới bao giờ. Thì cái vị đó mới nói là ngươi đội cái chậu lửa này cho đến khi ở trên thế gian còn một người bất hiếu với cha mẹ xuống đây thay, thì ngươi mới được quyền thay cái chậu lửa này cho người kia. Ổng đội chút xíu mà ổng chịu không nổi, nó muốn bể cái đầu nhất mà nó nóng nữa. Ổng là vì đây người ta đội nước chết chứ sao mà đội nổi. Do đó ổng mới phát tâm. Ổng phát tâm là từ đây về sau tôi phát tâm là tôi đội cái chậu lửa này mãi mãi. Cái ông mà dẫn ông tới đội chậu lửa là trời ơi, người ta còn không muốn đội chậu lửa nữa rồi sao tự nhiên ông phát tâm đội chậu lửa, lý do là sao? Thì cái gì đó mới nói rằng là tại vì tôi đội chậu lửa này nóng quá nên cái người khác chịu nổi đâu, tôi ráng chịu thôi. Nên cái người khác, thứ nhất người khác lại đây đội thì họ rất khổ, cái thứ hai nữa cái người đội đó là phải bất hiếu cha mẹ thế gian, thì lại có một người con mà làm cho cha mẹ mình buồn, làm cho cha mẹ mình khổ. Do đó mà tôi đội đây thì tôi cứu được ít nhất là ba người. Người thứ nhất là người đội chậu lửa, còn thứ hai là cha mẹ của người đội chậu lửa không bị con làm bất hiếu. À, quý vị không? Nếu mà đội đây mãi mãi đâu còn ai bất hiếu. Nên là cái người không có người bất hiếu để đọa, và cha mẹ của người có con bất hiếu đó quý vị cũng không có con bất hiếu để khổ. Tức là không có người để đọa và có ít nhất cũng hai người là không có bị khổ. Nên tôi là phát tâm tôi đổi cái này mãi mãi vĩnh viễn, sao tôi đổi đây hoài luôn á quý vị. Ổng vừa phát tâm đó xong cái tự nhiên ổng tan cái thân ở địa ngục đó đi, ổng sanh về cõi trời. Tại cái tâm đó không phải là tâm địa ngục. Tâm địa ngục là tâm chấp thủ, tâm tham, đắm tâm sân si, tâm ác. À, quý vị, còn cái tâm mà muốn giúp đỡ người ta, cái tâm nghĩ tới người ta, nghĩ tới sự an nguy của người ta, tâm nghĩ đến cha mẹ của mình và cha mẹ của người khác. À, quý vị, thì tâm đó không phải là tâm bình thường, đó là tâm của một vị tu, một vị Bồ Tát. À, quý vị, thì chính cái tâm đó đã đưa ông ra khỏi cảnh giới đó. Nên mà một người muốn đưa ra khỏi cảnh giới chỉ có đổi tâm thôi à. Đổi tâm phàm thành tâm thánh, đổi tâm ác thành tâm thiện, đổi cái tâm xấu thành tâm tốt. À, quý vị, mà muốn thay đổi tâm thì phải thay đổi nhận thức, tức là thay đổi kiến giải. Mà muốn thay đổi kiến giải không có con đường nào mà bằng cái con đường mà học Phật Pháp và tu theo Phật Pháp. Nhưng chính học Phật Pháp và tu theo Phật Pháp là con đường thay đổi tâm nhanh nhất. Nhằm khi nghe câu kinh thôi thay đổi luôn. Ví dụ ngài Xá Lợi Phất nghe Mã Thắng Tỳ Kheo nói có bốn mấy câu gì pháp duyên sanh thôi thay đổi luôn. Rồi Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài nghe bốn trong kinh câu kinh trong kinh Kim Cang thôi: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm thôi. Ngài thay đổi hoàn toàn tâm của ngài luôn. Quý vị thấy không? Nên cái câu kinh đó, ở trong kinh nói là kinh là gì? Kinh là thiết thực, là hiện tại có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho chúng sanh, mà đau khổ nằm trong cảm thọ nằm trong tâm. Nên đó là kinh có khả năng làm cho tâm của chúng sanh, nếu hiểu lý kinh đó rồi áp dụng vào trong đời sống, có thể đẩy cái tâm đau khổ ra khỏi tâm của chính mình. Quý vị, kinh là có cái giá trị tuyệt vời, gì gọi là pháp bảo đó. Quý vị, nên đó
cái người mà có trí tuệ, nhất là cái người mà đắc đạo á, là trí tuệ cao siêu hơn mình. Dù mình ở thế gian á, thì mình á, là có thức thôi. Có thức tức là có học thức và có sự hiểu biết của thế gian. Có một phần trí tuệ nếu chúng ta có tu lẩm bẩm. À, quý vị tu lẩm bẩm là sao? Sáng lên bàn Phật rồi thắp ba cây nhang, lại ba lại xuống rồi đi làm, rồi chiều về thắp ba cây nhang, rồi đi coi phim ngủ đó, gọi là tu lẩm bẩm. Còn mà tu lẩm bẩm á, thì trí tuệ nó nhá lên chút ha. À, còn mà tu gọi là tu gắt củ kiệu rồi nha. À, ngày tu đêm tu ha. À, ngồi thiền tham thiền nhập định, hoặc là à, niệm Phật trì chú tụng kinh ha. À, ngày nào á, mình cũng xuyên suốt rồi đi đứng nằm ngồi chánh niệm tỉnh giác, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, tự nhiên tuệ nó phát sanh. Mà người tuệ phát sanh là hiểu biết nhiều, mà hiểu biết nhiều quá quý vị, thì người ta biết biết được đạo lý ở đời. Đạo lý ở đời là gì? Là cha mẹ sanh mình ra chứ không phải mình tự trời rơi xuống. À, quý vị, rồi mình lớn lên là do cha mẹ nuôi chứ không phải là tự nhiên lớn. À, quý vị, rồi mình có kiến thức là cha mẹ cho mình đi học chứ không phải tự nhiên có. Còn mình học khôn học khéo ở đời do cha mẹ dạy chứ không phải tự nhiên có. À, do đó mà cái người có trí tuệ chừng nào á quý vị, họ là nhận thấy cái công ơn cù lao cha mẹ của mình nó lớn dữ lắm. Nên trong kinh á, báo hiếu phụ mẫu thâm ân á quý vị, Đức Phật dạy là dẫu cho mình cõng cha mẹ đi giáp dầm hòn núi Tu Di. À, quý vị, núi Tu Di á, là cái núi mà mình không thấy mắt thường đâu. Núi Tu Di á, là ở giữa Tứ Đại Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cung Đô Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, có đỉnh núi. Đỉnh núi đó mắt thường mình không có nhìn thấy, mà núi đó chịu cái trách nhiệm về hấp lực của tất cả ở trong vũ trụ này. Nó theo cái hấp lực của đỉnh núi đó mà nó tạo thành những khoảng cách tương đối với nhau đó quý vị, nó không gần không xa để tồn tại một cái vũ trụ. À, nói chung đại loại là mình hình dung vậy thôi, gọi là núi Tu Di nó lớn vậy đó. Mà dẫu chúng ta giác cha mẹ trên vai, cái công đó đó, cái công mà mình bỏ ra đó quý vị, mà mình phải giác đi hết hòn núi Tu Di cũng vẫn ít hơn cái công mà cha mẹ lo cho con cái. Ở đây là dùng một cái cách so sánh, so sánh những cái gì ở trên đời này mình biết, mình hình dung ra để so sánh với công lao cha mẹ. Tại công lao cha mẹ là vô hình. À, do đó chúng ta không thể dùng vật chất để so sánh được, mà dùng cái giá cổng cha mẹ giáp dành hòn núi Tu Di đang nói lên một cái sự khó nhọc, cái sự khó thực hiện và một cái lớn quá, nhưng nó vẫn nhỏ hơn cái công lao cha mẹ của mình. À, quý vị, nên là Đức Phật ngài nói sơ cho chúng ta thấy thôi. Nào á, là 9 tháng mang thai, nào 3 năm bú mớm, rồi lo giặt tả, giặt đồ dơ, lo gả vợ gả chồng, rồi lo chén cơm manh áo cho đi học, mà cho đất cho đai nhà cửa, đủ thứ chừng á quý vị, đó là vật chất. Còn tinh thần dạy khôn dạy khéo, rồi an ủi con cái, rồi á là thương yêu con, nâng đỡ chở che. À, quý vị, đó những cái đó là chúng ta thấy là mình mang ơn nhiều lắm. Nên cái người mà có cha có mẹ quý vị, thường thường ta thấy đó là đương nhiên, ta không thấy điều đó. Nhưng cái người mà lỡ mất cha mất mẹ rồi người ta mới thấy. À, quý vị, có cha mẹ lo hàng ngày là mình thấy đó là trở thành chuyện bình thường. À, quý vị, con người ta có tánh ì tâm lý, cái gì mình nhìn hàng ngày thấy bình thường à. À, còn mất đi cái đó rồi đó, người ta mới thấy cái đó là nó quý hay là không quý. À, quý vị, nên có một cái bài thơ á mà khoảng chừng hai mấy năm trước đó, tôi đọc tới giờ nhớ luôn á. À, khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. À, quý vị, có nghĩa là cái bầu trời thì lớn thì to tát tới cỡ nào quý vị, mà người mất mẹ đó quý vị thì như mất cả luôn cả cái bầu trời, không còn cái gì để nói cho quý vị. Cái bầu trời mất đi rồi còn không khí đâu để mình thở. À, quý vị, mà mất mẹ như mất cả bầu trời, thì ở đây chúng ta đang nói với cha với mẹ, dùng từ đó thôi, với cha với mẹ là như vậy đó quý vị. Nên một bậc trí tuệ bao giờ cũng nhớ tới cha mẹ của mình hết. Chỉ có cái người nào mà thiếu trí, người đó mới không thấy được điều đó thôi. Nên quý vị thấy ngài Xá Lợi Phất, sau khi ngài thành A-la-hán, ngài quay về ngài độ mẹ của ngài như thế nào trong buổi nhập Niết Bàn. Quý vị lật lại cái sử đó đi. Rồi á là cái ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ như thế nào. Thậm chí Đức Bổn Sư
của chúng ta, Ngài cũng quay về thành Cà La Vệ độ cha của Ngài và độ luôn tất cả dòng họ. Đao Lợi Thiên Cung về viếng mẹ, Ca Tỳ La Vệ đến tìm cha, Khom Lưng đảnh lễ đồi xương trắng, cúi xuống ôm chân một cụ già. Quý vị, đó là cha mẹ nhiều đời nhiều trước của Đức Phật đó. Nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là bậc đại trí tuệ như vậy, nên Ngài nhìn ra, Ngài thấy được cái công ơn của cha mẹ lớn lao tới giường nào, và cái trách nhiệm bổn phận đối với một chúng sanh mà có hiểu biết, là chúng sanh có thức và có trí, thì chúng sanh đó phải làm như thế nào để cho có một sự cân bằng với nhau. Ví dụ như cha mẹ vì mình mà phải bị đọ, như vậy thì mình là phải vì cha mẹ mà cứu chứ. Quý vị, nên là cứu cha mẹ khi cha mẹ bị đọa, cứu cha mẹ khi cha mẹ khổ. Hai cái này là khác nhau nha quý vị. Đọa dĩ nhiên là khổ, còn khổ mà chưa đọa, khổ chưa đọa lúc còn sống á quý vị, tới tuổi già khổ vậy già. Còn người ta quý vị có 8 khổ căn bản và vô số những khổ sai biệt khác nhau do nghiệp. Như vậy á, thì cái người mà khổ về sanh về lão về bệnh về tử đó, thì cha mẹ mình càng ngày càng già, thì ít gì á quý vị cũng có hai cái khổ, tức là khổ lão và khổ bệnh, rồi kết thúc của lão và bệnh đó là khổ về tử. Nên cha mẹ mình bao giờ cũng phải dính ba khổ này. Nên con cái khi ở thế gian chúng ta phải cứu cha mẹ ba khổ này. Nên á là Du Lan Bồn là giải đảo huyền, là tiếng Hán á quý vị, là cứu người bức bách đau khổ như là bị treo ngược. Tức là cái sự khó chịu, sự bức bách ở trong cuộc sống. Nên cha mẹ của mình á có hai cái khổ. Một cái khổ á là khi chưa đọa, và một cái khổ khi bị đọa. Khi chưa đọa là còn ở thế gian nè. Quý vị, thì khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Còn cái khổ thứ tư nữa, quý vị, đó là khổ tâm. Khổ già, khổ bệnh, khổ chết là khổ thân nha. Nó xuất phát từ thân. Chứ còn khổ mà khổ tâm thì nó xuất phát luôn cả thân và tâm. Nên khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ tâm, thì người con mình là báo hiếu cha mẹ, báo hiếu luôn cả bốn cái khổ này nè. Ví dụ như cha mẹ mình già thì mình phải đỡ nâng, giống hệt cây gậy, nó giúp cho cha mẹ bớt đi là cái chân tải cái thân của mình đi. Dạ quý vị, nó là già cả lụm cụm mắt mờ phải mua cái kiếng à nghe. Thấy chưa? Đó, đau lưng phải mua cái ghế massage. Thấy không? Mà không có dép mang thì phải mua đôi dép. Dạ mà ta lụm cụm nhầm khi già lụm cụm giãn tĩnh mạch, mua vớ đau mà buộc chân nữa. Quý vị, còn còm lưng người ta còn mua cái đai để thắt lưng nữa, quý thấy chưa? Để đỡ cái khổ về già. Còn mà cha mẹ bệnh cái là lo, gọi là lo tới cùng luôn. Mới nhức đầu chóng mặt thôi á là đem lên xe chở bệnh viện này. Quý thấy không? Có nhiều người ta lo cha mẹ vậy đó. Quý vị, rồi tới chết. Quý vị, tới chết á là người ta lo trước đó và lo sau đó. Lo rất là ngon lành. Còn vụ khổ tâm, coi cha mẹ mình khổ tâm bởi gì? Cha mẹ khổ tâm bởi hai cái. Không hài lòng chuyện thế gian, khổ tâm thứ nhất. Khổ tâm thứ hai là không có biết tu nên chấp. Quý vị, là hai khổ tâm. Khổ tâm hai cái phải giải quyết. Không hài lòng chuyện thế gian thì mình phải làm sao cho người ta hài lòng, người ta hết khổ à. Quý vị hiểu không? Không hài lòng chuyện thế gian, phải có cái không hài lòng. Người già không hài lòng nhiều hơn trẻ. Quý vị, trẻ không hài lòng ít hơn. Người già hay là hờn mát, giận hờn là không hài lòng liên tục. Quý vị, mà trẻ thì không hài lòng như tỉa dài luống thôi. Còn mà già thì là la phan luôn á, là sáng tới chiều là gặp ai cũng không hài lòng. Cái đó mình nói thường thường vậy đó quý vị. Cái tâm người ta khổ vậy đó. Cái đó thứ nhất là không hài lòng thế gian. Nên mình làm sao cha mẹ hài lòng là mình báo hiếu. Thấy chưa? Mình đỡ nâng khi cha mẹ tuổi già. Ví dụ tuổi già giặt đồ không nổi, mình giặt đồ là đỡ nâng lúc tuổi già đó. Quét nhà không nổi, mình quét nhà. Nấu cơm nổi, mình nấu cơm. Quý vị, chung trà bát nước dâng lên. Quý vị thấy không? Như vậy thì là đó gọi là báo hiếu về khổ cái thân trong già, rồi trong bệnh mình lo lắng.
chén cháo rồi chén cơm rồi đo huyết áp, rồi có nhiều người bệnh tai biến rồi nằm chỗ rồi là phải lau mình, rồi là phải là tắm rửa, rồi phải thay tả, phải uống thuốc, rồi phải giăng mùng, rồi giặt màn giặt chiếu, đừng làm cho phòng hôi đâu có cái gì. Nên có nhiều người không hiểu như vậy, cha mẹ nằm chỗ để luôn á quý vị, lên chùa xin thuốc hoài nè, bị gọi là bị thúi cái lưng luôn á, nhằm khi có con ấy trong đó luôn. Nờ quý vị, ta phải lăn đỡ qua, người ta lao, đỡ lại người ta lao. Người con phải biết mà chăm sóc người ta đang khổ vì bệnh mà người ta đau, nhằm khi nói không được, lúc đó bị tai biến nói không được, nên mình phải để ý nha quý vị. Lúc khổ về già, lúc khổ về bệnh, lúc khổ về chết, quý vị, lúc khổ về khổ tâm, hoảng sợ hay lo lắng hay phiền lòng hay bất như ý, già khổ tâm gì không có tu. Nên cái người con á quý vị, là báo hiếu, là báo hiếu, là cứu khổ cho cha mẹ của mình. Nên mình tính cứu khổ cha mẹ mình là cho tiền cái xong. Nên có nhiều người á, người ta hiểu đơn giản lắm quý vị, hiểu á, cho tiền cái xong, là tiền là trên hết là tiền xong. Nên á, là thầy, chúng tôi nói á, là ở ngoài ở Tinh Lửa đó cũng có một trường hợp, cứ cất cho mẹ cái cốc ở, rồi hàng tháng đem tiền đi ngang đưa không vô nhà luôn quý vị. Đưa một lần 5 triệu, 10 triệu đưa. Vậy đâu phải báo hiếu quý vị. Cái đó là báo một phần nhỏ của cái hiếu thôi, chứ không phải gọi là báo hiếu bằng tuệ của một người con Phật. Người con Phật báo hiếu là giải đạo quyền, là cứu người đang khổ. Vậy cha mẹ mình khổ gì cứu đó, quý vị. Nên mình phải soi, mình phải có tuệ của nhà Phật để mình biết cha mẹ mình khổ gì. Mình đọc kinh Phật mới khổ già, khổ bệnh, khổ chết nè. Nên làm cho cha mẹ mình trong cảnh già, nhưng mà đỡ cái áp lực về khổ già. Nên mình phải làm lụng thay thế cha mẹ mình. Quý vị, nên nhầm người á, trẻ lo chơi mà già làm tối ngày, đó bất hiếu. Thấy không? Trẻ lo đi chơi xem phim rồi về nhà thấy bộ đồ đó, rồi lo coi phim, rồi quẹt iPhone, iPad để cho bà già còng lưng, rồi mà còn đi quét nhà, đi lau nhà, đi giặt đồ, đi rửa chén, rồi làm công việc, quý vị thấy không? Đó, ta đang khổ về già, già làm không nổi, trẻ làm nổi, trẻ không làm, bắt già làm, quý vị, đó bất hiếu mà mình không hay. Nên những người con, nhằm khi mình vô tâm, vô tình của mình, có nghĩa là chúng ta không đủ thức của thế gian, không đủ tuệ của một nhà tu. Quý vị, có con nhà Phật nên không thấy những cái điều đó, quý vị, người ta tính đâu nó là đương nhiên thôi, mà bắt cha mẹ muốn chết luôn, làm muốn chết luôn vì thương con nên cha mẹ cũng không nói. Quý vị, chứ thật ra là cha mẹ thương con phải quá đáng, chiều chuộng dữ lắm, không có nói. Nên cái người con mình cũng vô tâm vô tình, nên có những người con đó, quý vị, tới mà cha mẹ đi rồi mới giật mình. Quý vị mới giật mình. Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình, rồi lúc đó mới giật mình. Quý vị, nửa đêm mà là giật mình thùng thùng thùng, đâu sao nhà ai thấy gần quá, quý vị mở mắt ra rồi nhà mình, quý vị thấy chưa, rồi lúc đó còn gặp lại được nữa không, còn có cái cơ hội nào mà mình ngồi đó mình bóp tay bóp chân đấm lưng không? Có cơ hội nào mà nói con yêu mẹ, mẹ ơi, con yêu ba, ba ơi? Có cơ hội nào mà mình cảm ơn là ba mẹ đã lo cho mình tới ngày hôm nay, có bằng đại học, làm kỹ sư, làm bác sĩ, đi ra ngoài người ta tung hô giảng tế không? Quý vị còn cơ hội đó nữa hay không quý vị? Một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngũ si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẽ bước qua đò sóng mê là chỗ đó đó quý vị. Nên nhầm khi lúc mà mình bừng tỉnh cơn mê á quý vị, thì không còn cơ hội nữa. Nên ở đây Du Lan báo hiếu cũng như là hồi chuông mà thức tỉnh cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội gì quý vị? Chúng ta còn có cơ hội báo hiếu, chúng ta còn có cơ hội tu để trả hiếu. Nên người ta trả hiếu cho cha mẹ của mình đó quý vị, bằng cách báo hiếu ở đời, bằng cách tu tập để trả hiếu. Quý vị, cái tu tập trả hiếu nó lớn hơn báo hiếu ở đời. Dĩ nhiên hai cái này phải có, chứ mình cũng không phải là bỏ cái này mà lấy cái kia, trừ trường hợp bắt đắc dĩ mà thôi.
À, quý vị có nghe cái đoạn thơ à, dù ta đi trọn kiếp người vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Âu ơ tháng bảy giàu thu, nhành qua trên áo nguyện tu đáp đền. Là chỗ đó đó. Nên mình á, đền cái gì, đáp cái gì mà cha mẹ của mình á, quý vị hạnh phúc dài lâu. À, quý vị, chúng ta đền cái gì, đáp cái gì mà cha mẹ hạnh phúc dài lâu. Nếu chúng ta có đủ nguồn lực, chúng ta có đủ thời gian, chúng ta đền hết. Nhưng mà than ơi, thời gian không có đợi tuổi. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn thôi, chúng ta phải biết chọn lựa. À, quý vị chọn làm cái gì mà nó lớn hơn, lâu hơn, dài hơn, chúng ta chọn. Chứ nhầm khi á, quý vị, mình à, biết là trước mắt mình phải là chén cơm manh áo chung trà cho cha cho mẹ đỡ tuổi già, đỡ bệnh tật, rồi á, là à, đỡ hoảng sợ trước khi chết đó, vân vân. À, quý vị, nhưng mà cũng giúp cho khoảng thời gian ngắn vài năm trong cuối đời thôi à. À, quý vị, nhưng mà nếu chúng ta giúp cho cha mẹ mình có phước, giúp cho cha mẹ mình có tu. À, quý vị, cái cha mẹ mình có phước, cha mẹ mình có tu. À, quý vị, là cái đó mới là số 1 ở trong tam giới này. À, quý vị, còn chúng ta giúp cho cha mẹ mình vật chất, giúp cho cha mẹ mình ở thế gian thì đỡ phần nào trong những năm tháng về già. À, mà thôi á quý vị, nên á là chúng ta phải giúp cả ba cái phương diện. Phương diện thứ nhất là phương diện khi tồn tại thế gian từ bây giờ cho đến khi à, rời khỏi thế gian này, là cha mẹ khổ gì giúp đó. Cha mẹ thiếu tiền gì khổ phải cho tiền. À, thiếu tình là phải an ủi. À, quý vị, thiếu tình thương là người ta phải an ủi. Cha mẹ cô đơn mình phải về ở chung. À, quý vị thấy chưa? Tại vì là đang nói là cứu khổ cha mẹ mà, chứ chúng ta không nói á là cái việc cụ thể là cái gì. Nhưng mà cha mẹ khổ bởi cái gì thì chúng ta lấp đầy cái khoảng trống đau thương của một kiếp sống nhân sinh này. À, quý vị, chúng ta lấp đầy cái đó. Nên cái người tuệ họ nhìn cái ánh mắt khác, họ nhìn cái cha mẹ mình khổ gì. Nên thường hay đó quý vị, muốn biết cha mẹ mình khổ gì phải sớm thăm tối giếng. Nên á, quý vị nhớ cái bài hát ru không? Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Quên mất tiêu nhà luôn, làm sao biết má khổ gì cái gì. À, biết á là à, má cần cái gì nên sáng thăm tối giếng, là cái từ này để làm chi? Giống như thiền quán vậy đó. Rồi quý vị, thiền quán lúc nào á chúng ta cũng quán mới biết mình. Thì đằng này cũng vậy đó, biết cha mẹ mình khổ gì á là mình phải lại tới nhà coi. À, lại nhà thăm ba má, trời thấy ông mang cái dép mà gọi là cái dép mà hả họng á. À, xích quay, à, mặc áo mà rách, à, rồi á là cha ho khịch, à, rồi mẹ là đi còm còm đau chân, mắt nheo. À, quý vị thấy không? Rồi mình vô dở hộp gạo không có miếng gì hết trơn á. À, còn dở cái bóp tiền ra ha, quý vị không thấy tiền, thấy cái bóp không? À, do đó quý vị chúng ta mới biết là cha mẹ mình đang khổ gì. Nhầm khi á, cha mẹ không có nói, không có là Út ơi má khổ này, Út ơi má khổ kia, không có nói, hy sinh không nói, sợ con mình nó buồn, sợ con mình nó lo. Nói thiệt á quý vị, có nhiều người cha mẹ không có dám nói với con, sợ nó lo nên cắn răng chịu vậy đó. Nhưng mà mình là người con phải hiểu cái tâm lý này. À, quý vị hiểu tâm lý đó đó, mình quan sát, mình ở xa quan sát, hoặc mình hỏi những người xung quanh, hoặc là nếu mình có ở xa quý vị mình điện thoại alo. À, quý vị alo, chẳng những alo cha mẹ mình trực tiếp, alo cho anh chị xung quanh nữa. À, mới coi làm sao thiếu cái gì, phải không? Tùy vào khả năng của mình á, gắng cố gắng giúp đỡ. Thiếu cái gì thì mình tạo điều kiện giúp đỡ cho cha mẹ mình sống đời sống thoải mái. À, quý vị sống thoải mái ở đời. Như vậy thì là những cái sự gì nhu cầu ở trong cuộc sống thì là chúng ta thiếu mình giúp, không phải mình đâu còn anh chị em nữa, chứ không phải là mình, nhưng mà không phải là mình cậy anh chị em của mình, mà cái khả năng của mình tới đâu giúp tới đó, với cái hết lòng. À, quý vị, giúp hết lòng và giúp không hết lòng hai này khác nhau á quý vị. Giúp hết lòng ở trên đời này hiếm lắm, giúp cha mẹ mà ở thế gian này hết lòng là trên đời này rất là hiếm có đó quý vị. Thường ta giúp không có hết lòng, ta đẩy với nhau. Ở dưới miền Tây á quý vị, có hai chồng ở dưới bờ sông á, cái nhà đâu có mấy mét vuông mà nó mưa nó tôi đi làm mà từ thiện mà cất nhà đó ở dưới. À, mới hỏi sao có bảy đứa con không đứa nào nuôi hết trơn á quý vị, để nhau. À, là con trai thì sợ con dâu,
con dâu thì sợ thằng rể à, nên đẩy qua đẩy lại đẩy tới đẩy lui đẩy hai vợ chồng đi xuống bờ sông cất nhà ở luôn. Quý vị thấy chưa, còn đông chưa chắc đã lo. Quý vị là tại sao á con lại không lo cho mình, là tại vì những đứa con nó chưa biết cái gì, chưa biết là ai sanh ra mình, nó chưa biết là ai khổ vì mình, nó chưa biết ai đau vì mình, rồi nó chưa biết ai sẽ đọa vì mình nữa kìa. À, quý vị, cho tới khi nào nó sáng ra, nó nhìn thấy những cái điều đó, nhất là kinh Phật đã như một hồi chuông cảnh tỉnh như đó, nhất là kinh Du Lan như là hồi chuông cảnh tỉnh, đánh giữa đêm đen mịt mờ của con người tâm tối theo danh, theo lợi, theo tình mà quên cha, quên mẹ. Tiếng chuông á, vọng vô cái be, một cái giật mình. À, quý vị, mỏ sớm chuông chiều tiêu cảnh mong, chống thiền đường dục thúc kẻ tha hương. À, quý vị, bắt đầu mình nghe, có mình giật mình mới nhìn lại, quay lại nhìn cha, nhìn mẹ của mình. Đó, bắt đầu người ta mới học cái đạo hiếu. Nên từ cái bắt cầu của đạo hiếu đó, chúng ta mới học cái đạo Phật để tu. À, quý vị, à, cái đạo hiếu là cái đạo ở đời. Đạo hiếu là đạo ở đời, công bằng ở đời, lẽ phải ở đời, nhân nghĩa ở đời. Mà người Việt Nam mình có đủ cái điều đó. Nhưng mà khi mà ta học vào kinh Phật nữa, khi báo hiếu á, là chẳng những báo hiếu cứu khổ cha mẹ mình khi còn ở thế gian không, mà cứu khổ cha mẹ mình sau khi cái kiếp sống này nữa. Và cứu khổ cha mẹ mình chẳng những bằng thân không, mà cứu khổ cha mẹ bằng tâm nữa. Mà khổ tâm lớn nhất là khổ tâm không tu đó, là mới là khổ tâm lớn nhất. Chứ không phải là chúng ta bắt một cái phim hài cho cha mẹ coi cho mẹ vui một cái là hết khổ tâm đâu. Hết lúc đó quý vị chút xíu khổ lại, nhưng mà người ta có tu tập á, quý vị, người ta hết khổ vĩnh viễn. Nên á, bắt bộ phim hài hoặc về thăm nói một câu vui chẳng qua là thuốc trị liệu thôi, à, lên máu xuống máu thôi, à, trị liệu gì thôi đó quý vị. Nên á, mình làm sao cho cha mẹ mình biết được Phật pháp đó quý vị, để tu á thì nó hết khổ tâm mãi mãi. À, còn mình coi hài, mình giỡn cho cha mẹ mình vui á, thì chỉ có một giây một phút mà nó không hết. À, mà mình đâu có theo cha mẹ mình kiếp này kiếp sau, chỉ có chữ tu mới theo cha mẹ kiếp này kiếp sau. Nên cái người con có trí bao giờ á quý vị, người con á, có hiếu á, mà người con có trí tuệ nữa đó, là bao giờ cũng hướng cho cha mẹ mình hiểu biết kinh Phật, ít nhất cũng gieo duyên lành với nhà Phật. Để làm chi? Để thoát khỏi cái tâm khổ trong kiếp này và những kiếp về sau. Tại vì mình đâu theo cha mẹ hoài, biết bây giờ á, mình còn theo cha mẹ, nhưng mà nhắm mắt đi rồi mỗi nghiệp lôi người nơi, có biết gặp nhau không? Nhầm khi á, xa nhau là xa nhau mãi mãi đó. À, quý vị không bao giờ gặp lại nhau nữa. Do đó mà ông ta chuẩn bị cho cha mẹ mình cái hành trang mang theo, đó là cái sự tu tập gieo duyên lành với nhà Phật, quy y Tam Bảo, nên nhắc nhở cha mẹ mình tu. À, quý vị, à, rồi á, là mình tạo điều kiện cho cha mẹ mình tạo phước. Nhầm khi á, người lớn tuổi cái gì chứ, nhầm khi á, người ta cũng bảo bọc tiền đồ dữ lắm, ít nó có làm từ thiện lắm, trường hợp những người tu thôi, chứ người đời cũng ít lắm. Mình nói ít thôi chứ không phải là không có. À, quý vị, mình khuyên, à, mình đưa kinh nhân quả nghiệp báo cho mẹ, cha mẹ mình coi, nó làm này phước lắm má ơi, làm này phước lắm ba ơi, con cho tiền ba má làm. À, bây giờ á, là ở này khổ kia khổ, nó mới mua gạo mì vô ăn, nước tương đường ngọt. À, quý vị, à, rồi lại ban từ thiện á, Phật giáo thành phố nè, à, rồi các cái mặt trận của các cái quận huyện nè, chúng ta đóng góp để mà cùng chung sức lo cho những cái hoàn cảnh khó khăn thắt ngặt trong lúc hiểm nghèo, trong lúc gian cơ. À, mấy quý quý giá, à, quý vị vô tình làm cho cha mẹ có nhiều phước báo. À, quý vị mà có nhiều phước báo và có sự tu tập gieo duyên lành nhà Phật và định hướng ở trong tương lai tu tập đi đến đạo giải thoát hoặc niệm Phật A Di Đà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nữa, thì cái đó mới là người con có trí, mà gọi là trí tuệ bàn bạc không gian và thời gian đó. À, quý vị giúp cha mẹ của mình một cách rất là triệt để, chứ không phải là chỉ có giúp cha mẹ mình á là chén cơm manh áo bình thường, mà không phải giúp kiếp này không, mà giúp á hiện tại và mai sau, mà chẳng những quý vị hiện tại mai sau mà còn ngày sau nữa, và đồng thời người con đó phải tu. Tại vì á quý vị, chúng ta có tu mới giúp được cha mẹ nhiều kiếp trước. Tại vì mỗi kiếp chúng ta sanh ra là một cha mẹ khác nhau, nên không lý gì chúng ta giúp cha mẹ kiếp này mà không giúp cha mẹ kiếp trước. À, quý vị hiểu không? Do nên á, là chúng ta phải có tu tập, phải có phước báo, phải có công đức, phải có sự á, là giác ngộ, à, phải có nguồn giáo pháp
vô tận để mình sanh ra kiếp nào, lỡ có nhân duyên gặp lại những người thân của mình thì mình đem giáo pháp nhà Phật mình truyền trao cho họ bằng một cái lời đại nguyện để mà giúp đỡ những ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên con là kiếp này là tu tập, kiếp này hướng dẫn cha mẹ, báo đáp cha mẹ, mà chúng ta phải cố gắng tu để đạt được một phần gì đó mặt trí tuệ paramita paramat á, ở trong đời sống tu tập để giúp đỡ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Còn nếu mà chúng ta tu mà chưa có đạt được cái gì nhiều thì cũng khó lòng mà giúp lắm quý vị. Ví dụ như chúng ta cho cũng phải có vốn liếng mới cho, chứ nếu cho người ta không có gì chân sao cho. Nên chúng ta có tu thì mới cho được cha mẹ ông bà. Chúng ta có tiền chỉ giúp được vật chất thế gian thôi. Có tu mới cho được nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cho pháp bảo và chúng ta hướng để đi đến mở mang cho cha mẹ ông bà của mình. Chúng ta trong cái mùa dịch này như thế này đó quý vị, chúng ta báo hiếu bằng cách đó, đừng có đi thăm mà hãy điện thoại và lo thôi. 3-4 cái trường hợp rất rất là buồn hổm rài đó quý vị. Ở dưới Quy Đức lên thăm mẹ trong thành phố, lây bệnh cho mẹ. Trường hợp người chị bên quận này đi qua thăm người em, lây bệnh cho người em. Quý vị, hai cái đám gửi tên thầy cầu siêu. Quý vị thấy không? Thương mình tính mình không có bệnh, mình lại mình thăm thôi, ở nhà đi rồi điện thoại gọi ở đó có ai đó là ở trong nhà sống với ai đó thì mình chuyển tiền mà qua tài khoản, nói mua cho má này nè, là Du Lan thôi, mình mua cho má này, mua má kia, mà mua shipper đem lại đi. Chứ anh hai không dám về, anh hai đi tùm lum tùm la chứ ngờ biết nó bám lên vai, lên lên cổ, biết bám chỗ nào, nên lại thăm mẹ. Mẹ thương anh hai, mẹ hung cái dính mẹ sao. Quý vị hiểu không? Nên đó chúng ta thấy đó là nhiều lắm không gài, nhưng mà hai trường hợp thì nói điển hình thôi quý vị. Rất là đau thương, mà cái người con đó quý vị rất là hối hận, rất hối hận luôn á quý vị. Mà xong rồi làm sao nhanh lắm, từng một quý vị, nhanh lắm. Nên á, bình thường ở nhà cầu nguyện, tụng kinh, báo hiếu, tu tập, hồi hướng, rồi lo tiền từ xa, vậy được rồi. Quý vị còn là qua dịch thì muốn thăm ngày nào cũng được, dẫn đi Đà Lạt chơi cũng được luôn. Quý vị không sao nha. Nhưng quan trọng là mình phải cố gắng tu hành hồi hướng trong cái mùa dịch này để thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, có gia đình của mình được bình an, ông bà cha mẹ bình an. Đó là người con chí hiếu. Như vậy là chúng con là xin tri ân chư tôn đức đã tạo điều kiện cho chúng con chia sẻ một thời Vu Lan vào tối hôm nay. Và rất là tri ân quý vị Phật tử trên Internet, trên trang Hoằng Pháp của thành phố, và quý vị đã bỏ thời gian để lắng nghe. Và nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho bệnh dịch chống qua. Những người đang bệnh thì sẽ hết bệnh, những người chưa bệnh thì không bao giờ bệnh, và những người lỡ may không may đã ra đi về với Phật thì cũng một lòng niệm Phật để giảng sanh. Còn không giảng sanh thì người chúng ta ở đây cũng hồi hướng cho họ được bình an trên những nẻo sanh tử luân hồi, và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả luôn luôn lúc nào được bình an, an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chư tôn tịnh đức kính thưa toàn thể vị năng lượng Phật tử, vừa qua là tất cả hội chúng của chúng ta được lắng nghe và pháp thoại với chủ đề Vu Lan trong mùa đại dịch của thượng tọa Thiện Sư. Và hôm nay cũng có duyên sự một phật tử gửi câu hỏi lên thượng tọa. Chúng con kính thỉnh thượng tọa và cho phép chúng con đọc qua câu hỏi. Dạ thưa thầy, con xin phép hỏi, khi chép kinh Vu Lan, con nghe nói rằng phải giữ thân tâm an tịnh, và bút viết dùng phải để viết kinh thì không được dùng cho việc khác. Trang phục khi chép kinh có quan trọng hay không? Thầy có thể dạy con cách biên chép kinh sao cho đúng ạ, và ý nghĩa của việc biên chép kinh. Dạ mô Phật, con kính lĩnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc biên chép kinh này đó thì xuất phát từ ngày xưa, khi chúng ta ít có người biết chữ, cái đó cái thứ nhất.
Cái thứ hai nữa giấy mực thiếu. Cái thứ ba nữa công nghệ in á, là không có tiên tiến như bây giờ, nên việc chép kinh chính xác. Cái quan trọng của chép kinh là phải chép kinh rõ chữ và chính xác, giấy sạch sẽ, trang nghiêm. Cái đó là cái gốc vấn đề. Tuy nhiên khi mà chép kinh á, thì là kinh Phật, nên á, là có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ. Nên khi mà chúng ta chép kinh á, cố gắng mặc đồ ngay ngắn. Còn để thể hiện sự tôn kính Pháp Bảo thì chúng ta dành riêng. Ví dụ như nước cúng Phật thì phải là nước cúng Phật, không ai lấy cái cài canh đó uống. Cái ly cúng Phật là riêng cúng Phật chứ không cầm ly uống. Nên cái viết mà viết kinh á, thì người ta để chiên cho chép kinh thôi. Chừng nào không chép nữa lấy cái viết đó mình xài, là không quay lại chép nữa thì lấy xài á, thì được. Như là bỏ ra nó hư đó, bỏ ra mình xài việc khác. Nhưng xài việc khác rồi không quay lại xài nữa để chép kinh. Để cái đó là mang ý nghĩa tâm linh thôi. Nào quý vị, tâm linh có nghĩa là thể hiện sự tôn kính của mình tuyệt đối đối với Pháp Bảo. Nên á, là quý vị có chép kinh á, thì chúng ta á, cũng mặc đồ ngay ngắn trang nghiêm, cây bút nào để chép kinh để riêng bên, để thể hiện sự ngăn nắp, thể hiện sự tôn kính đối với Pháp Bảo mà thôi. Chứ còn gì giá trị vật chất ở thế gian thì chép cây nào cũng được, mặc đồ gì chép cũng được, miễn sao chữ tốt thôi, đọc được thôi. Nhưng mà cái tâm mình không có tôn kính là không có tạo được cái phước. Và khi chép kinh có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn nó không có hay về mặt nhân quả nghiệp báo. Còn riêng á, là chúng ta chép kinh ngày hôm nay chỉ mang ý nghĩa truyền thống thôi. Chứ còn mà bây giờ người ta in cái ra hàng trăm hàng ngàn cuốn, quý vị có nhà xuất bản đâu đó ngon lành. Quý vị, còn bây giờ á, mình chép qua nhằm khi buồn ngủ cái chép cái chữ này thành chữ kia. Quý vị ngồi nhằm khi chép cái phân tâm, cái bỏ dấu nặng thành ra dấu ngã. Quý vị, còn ở trong cái máy in á, người ta đã kiểm duyệt xong hết rồi, người ta chỉ sửa bản in xong hết, người ta in hàng loạt ra quý vị. Nên sự chép kinh bây giờ mang cái tính chất là truyền thống mà thôi, chứ không mang tính chất phục vụ như hồi quá khứ. Quá khứ hồi xưa ông bà mình là mang tính phục vụ thật đó, nhằm khi một chùa có một cuốn kinh một rồi á, cái người mà sướng kinh đó đọc lên thì ở dưới đọc theo thôi, chứ không có cuốn kinh thứ hai luôn á. Hồi xưa vậy đó, bắt đầu người ta chép lại, người bổn thì mang phước báo rất lớn. Còn ngày nay đó quý vị, kinh rất là nhiều, không có thiếu, nên chúng ta chép mang tính truyền thống mà thôi. Chứ về cái giá trị và giá trị sử dụng á, quý vị, cái cuốn kinh đó mình chép không có bằng cái cuốn kinh in. Do đó mình phát tâm chép kinh vẫn tốt về cái mặt tâm linh của mình, nhưng mà về cái mặt sử dụng như thế nào để lợi ích cho chúng sanh thì nó không có nữa. Tại giờ người ta đâu sử dụng cuốn kinh của mình, mà người ta sử dụng cái cuốn in kìa. Cái chừng nào mà người ta thiếu thốn, cái nhu cầu cung và cầu người ta thiếu mà mình cho thì đó mới quý, mà người ta dư mình cho thì là chuyện khác rồi. Bây giờ kinh dư mà mình chép mình cho người ta đâu có xài. Mà không xài thì công của mình là đâu có bỏ ra nhiều được, đâu có lợi ích nhiều được. Do đó mà quý vị là phát tâm thì phát tâm, nhưng mà nó khác hồi xưa, không được cái phước báo bằng hồi xưa. Nhưng công đức có thể bằng. Công đức có nghĩa là cái tâm của mình kính ngưỡng đối với Tam Bảo, mà diệt đi một số tâm phàm của mình có thể bằng. Nhưng mà về cái phước báo là để phục vụ chúng sanh thì nó không bằng nữa. Tại đó đâu có ai xài, đâu có ai sử dụng mà cái kinh đó. Do đó khi chép kinh chúng ta cũng phải trang nghiêm thanh tịnh, như vậy đó nó sẽ đúng hơn đối người Phật tử tôn kính Tam Bảo về Pháp Bảo. Quý vị, nhưng mà chép kinh theo truyền thống thôi, chứ vẫn không có được như ngày xưa. Muốn kinh bao nhiêu công đức phước báo rồi đó thì nó không bằng ngày xưa nữa. Nên quý vị muốn chép cũng không sao. Quý vị, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin niệm ơn thượng tọa đã giải thích cũng như hướng dẫn cho quý Phật tử chúng con biết được cách chép kinh và cũng như thực hành cho đúng pháp. Vì giờ đây thay lời cho ban thư ký, chúng con kính thỉnh trên hòa thượng trưởng ban Hòa Pháp Thành phố Hồ Chí Minh có đôi lời với toàn thể hội chúng trước khi buổi pháp hội chúng ta kết thúc. Dạ, chúng con kính thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trò chư vị quý viên thường trực ban Pháp Trung ương và quý viên thường trực ban Hòa Thượng Tổ, qua hơn một tiếng đồng hồ với cái ý nghĩa vu lan trong một cuộc này để cho các tử hiểu và thực hành và phương pháp vu lan
thì với cái thân đức mà còn pháp đời sinh của ngài, thì ta mình pháp là thỉnh cầu ngài cũng rất là quan ý để cùng chia sẻ trong văn pháp để chúng ta làm trách nhiệm trong nửa tháng như quan này. Và bài giảng đến đây thì xin kết thúc. Chúng tôi thay mặt cho ban thượng pháp xin chúc cho chúng tôi được sức khỏe dồi dào để cho thành sự phát triển sinh, cũng hầu chúc cho toàn thể các phật tử trên mười Như Lai này để các vị thực hành quyết tâm hướng mạnh về nước đạo của mình để xứng đáng là người tôn trọng. Chúng tôi thành kính cũng chúc cho chúng tôi cũng toàn thể đại chúng được vô lượng an lạc và vô lượng trí tuệ. Con niệm ơn hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trên Zoom meeting chùa Pháp Tạng. Bữa nay chúng ta giảng hai bên cùng lúc. Do đó mà quý vị thấy ngừng chút xíu đó. Rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử đã tham gia trong cái chương trình giảng Du Lan vào tối hôm nay, Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh và chùa mình cũng đang chia sẻ cho bà con dùng dịch những cái phần quà ngày nào cũng có. Ngày nay chúng ta cũng cho 2 tấn gạo với các rau củ quả, với ủng hộ cho ở y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch đó, quý vị. Và cũng thay lời cho quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng rất là tri ân toàn thể các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các Phật tử đã đóng góp những phần mì, phần gạo, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, rồi bánh trái, rau củ quả đến cho bà con khó khăn, những cái khu nhà trọ, các hộ nghèo, các hộ khó khăn trong mùa dịch. Và vô cùng tri ân phước báo công đức này hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quý vị được nhờ phước báo công đức này mà được giảng sanh thoát hóa. Người còn ở trên thế gian này ít bệnh ít hoạn, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bình an, kiết tường như ý. Và người đã qua đời thì nhờ phước báo công đức này mà sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính niệm ơn trên Kim Tôn Hiền Đức đã từ bi quan hỷ chia sẻ pháp hội với chúng con. Chúng con kính chúc quý ngài pháp thể tinh an, chúng sanh dị độ, và ban thư ký cũng kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị nam nữ Phật tử được thân tâm an lạc. Nam mô Quan Hỷ Đại Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chúng Minh. Và giờ đây chúng con thân thỉnh trên hòa thượng trưởng ban hòa pháp tại niệm hồi hướng trong buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.